Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án Nhật Cường, trưa nay hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án. Trong phần trình bày này, các bị cáo dùng nhiều từ khẩn cầu, cầu xin đến hội đồng xét xử. Các bị cáo cho biết đã nhận ra lỗi lầm, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo nên xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo khác. Đặc biệt xin miễn trách nhiệm dân sự về việc nộp lại tiền bị thất thoát, chiếm hưởng của vụ án. Có bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình, xin hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm dân sự, giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, nêu quan điểm xử lý vụ án, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo liên đới bồi thường 221 tỷ đồng là không phù hợp, đề nghị tòa phúc thẩm buộc công ty Nhật Cường phải bồi thường khoản tiền này. Về trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 10 bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Trung được chấp nhận một phần kháng cáo, đề nghị giảm 1 năm tù cho bị cáo này. Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia ở miền Nam châu Phi để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron. Cụ thể, tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi từ các nước trên. Và Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch COVID-19, yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ từ các quốc gia khu vực Nam Phi. Các diễn biến phức tạp về biến chủng Omicron được ghi nhận tiếp tục lan ra nhiều nơi trên thế giới. Một số quốc gia cũng đang nhanh chóng chạy đua để có thể ứng phó với biến chủng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trong phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trước số ca mắc mới, ca tử vong, ca nhập viện đều tăng, cùng với đó là sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron ở Nam Phi, thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Biến chủng B.1.1.529 Omicron được phát hiện ở châu Phi với báo cáo đầu tiên vào ngày 24 tháng 11 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trước lo ngại về biến chủng này, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các thông tin ban đầu của WHO về biến chủng Omicron vẫn cần có thời gian để kiểm chứng cụ thể về những nguy hiểm và tốc độ lây lan, triệu chứng bệnh và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Điều sơ bộ thì cho thấy cái tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở Nam Phi, nhưng điều đó có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng, chứ không phải là kết quả của cái nhiễm trùng cụ thể là do Omicron. Và hiện tại thì chưa có cái thông tin nào cho thấy các cái triệu chứng liên quan đến nhiễm Omicron khác với các triệu chứng ở các cái biến thể khác. Và các cái trường hợp nhiễm trùng được báo cáo ban đầu ở các sinh viên trường đại học, những người trẻ hơn có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn. Nhưng việc hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron sẽ mất vài ngày đến vài tuần. Dù hiện WHO chưa có tài liệu chính thức nào về biến chủng này, song người dân không nên quá hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, lơ là. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các phương án kêu gọi người dân thực hiện 5K, củng cố hệ thống y tế, tăng cường độ phủ vaccine trước những lo ngại về biến chủng COVID-19 mới. Mình xây dựng bệnh viện dã chiến, mình chuẩn bị chăm sóc F0, mình xây dựng trạm y tế lưu động, mình củng cố hệ thống trạm y tế phường xã, mình tăng cường tiêm vaccine, đó chính là cũng là một trong những việc để ứng phó với Omicron. Và cái việc thứ tư đó là tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn, bài bản hơn, phối hợp ba nhóm như sau: một là y tế công với y tế tư, hai là phối hợp giữa đông y và tây y, và ba là phối hợp giữa quân y và dân y. Cũng theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh, dù là biến chủng gì cũng lây qua đường hô hấp, nên một trong những điều phải thực hiện nghiêm là đeo khẩu trang. Việc mang khẩu trang với mọi người tuy bất tiện, nhưng cộng đồng cần phải thay đổi thói quen, thường xuyên đeo khẩu trang để phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, trong đó giảm tối đa tụ tập là cả. Đây là khuyến cáo và là sự chuẩn bị rất lớn của thành phố trong phòng chống dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn 124 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch, trong đó 3 cơ sở là bệnh viện dã chiến, 57 nơi làm khu cách ly tập trung, 15 khu lưu trú và 43 cơ sở được sử dụng làm điểm tiêm và trạm y tế lưu động. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các quận huyện đã sẵn sàng trả lại cơ sở vật chất cho các nhà trường để tiến hành sửa chữa và chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại. Kinh phí sửa chữa khi cơ sở giáo dục được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch sẽ do Ủy ban Nhân dân các quận huyện đứng ra tổ chức và chi trả. Các cơ sở giáo dục cũng đã xây dựng phương án cụ thể và diễn tập xử lý nếu xuất hiện F0, F1. Trước khi đi học trở lại, các cơ sở giáo dục sẽ triển khai tập huấn và các biện pháp phòng chống dịch cho cả thầy cô và học sinh, phụ huynh để tất cả cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Dự kiến ngày 10 tháng 12, học sinh khối lớp 9 và 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quay lại trường. Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay số lao động trong các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc là hơn 39.000 người. Trong số đó, những người từ các tỉnh Tây Nam Bộ là hơn 16.500 người, Tây Nguyên là 478 và Đông Nam Bộ là hơn 22.700. Từ đầu tháng 10 tới nay, các trung tâm tư vấn việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tư vấn cho hơn 63.000 lượt người và giới thiệu hơn 26.000 người cho các doanh nghiệp, dịch vụ thương mại, sản xuất chế tạo như da giày, lắp ráp thiết bị điện tử. Dự kiến nhu cầu từ nay đến cuối năm gia tăng do các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, chuẩn bị lực lượng lao động cho những tháng đầu năm 2022 để thực hiện đơn hàng cho đối tác. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang cần 33.000 đến 42.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong đó, 70% nhu cầu liên quan đến các ngành như may mặc, giày da, cơ điện, điện tử, chế biến thực phẩm và các ngành thương mại dịch vụ khác. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được hơn 1.000 sản phẩm. Giai đoạn mới 2021, mặc dù là một năm khó khăn với dịch bệnh, tuy nhiên công tác xúc tiến thương mại cũng như nâng cao chất lượng cho các sản phẩm nông sản đặc sản của Hà Nội đang vượt ngoài mong đợi. Sáng hôm nay, Hà Nội chính thức công nhận hơn 400 sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận OCOP năm 2021. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, năm 2021, Hà Nội phấn đấu đánh giá phân hạng ít nhất 400 sản phẩm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, 424 sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Hà Nội đã chính thức đạt được các chứng nhận OCOP đảm bảo chất lượng, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 111 sản phẩm đạt 3 sao, 310 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Các sản phẩm này được trưng bày quảng bá kết nối giao thương tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để người tiêu dùng nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Thưa quý vị, tối ngày 29 tháng 11, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron. Theo đó, Bộ Y tế được giao đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch. Các bộ y tế, ngoại giao, giao thông vận tải, công an, quốc phòng và bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến, đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng Omicron. Tuy nhiên, tối ngày 28 tháng 11, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo dừng các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique, dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến từ các quốc gia này.